Dạ vâng, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay em bán cái thùng nhựa của hãng The One. Thì những anh em nào mà đã có máy pin rồi thì mình mua cái thùng về, mình chứa máy để mình thi công nha anh em. Đây là thùng Mỹ về, kích thước là 35 x 35. Thì thùng này nó có chứa là hai máy 996 và 887, hai cục pin 5 và một cái sạc. Thì thùng Mỹ về, nó có mã QR code đàng hoàng. Nó là thùng chứa DCK 299 nha anh em. Và hàng này, cái thùng này là nó là từ Mỹ về. Từ Mỹ về đây. Đấy. Nó 2021 luôn, thùng từ Mỹ về. Và mình còn ba cái thùng và giá của nó là 500.000 một thùng. Thì nó chứa này, nó chứa bao gồm có máy vặn vít 887, máy khoan 996 và hai cục pin và sạc ở đây. Thì cái ở trên đây thì mình sẽ cầm cái cây trợ lực ở trên này. Đấy, nó giống như là một combo. Rồi, như thế này nha anh em. Chứa hai máy và thùng từ Mỹ về, có dán tem USA. Đấy. Mình chỉ còn có ba cái thùng thôi, giá là 500.000 một cái thùng nha anh em. Đây là chứa là 887 nè, 887 từ Mỹ về và 996 chỗ này, sạc và tay cầm. Thì giá 500, giá này thì những anh em mà chuyển khoản mình mới ship nha. Còn ship code thì mình xin lỗi, mình không có ship. Rồi, cái thùng này luôn. Thùng này thì chứa là được 4 cục pin và một cái máy thôi. 4 cục pin một cái máy, chứ không có chứa hai máy được. Thì thùng này là của hãng. Giá của nó là 250 một cái thùng. Chứa bù lông này vít được nè. Và sạc nè. Hai cục pin này, chứa bên này nữa một cục, hai cục là bốn cục. Đây là bốn cục này, 1 2 3 4, bốn cục pin một cục sạc. Đấy. Thùng này là giá 250 một cái thùng. Và cái thùng này nó liên kết với tất vài thùng được, 5-6 thùng được. Đấy. Thì cái thùng này giá 250. Đó. Cũng của hãng ha. Thùng này thì giá của nó là 500. Em Tùng cảm ơn anh em.